Chưa kịp hoàn thành nghĩa vụ, chàng trai 2K4 đã trở về bằng di ảnh, khiến ai nấy không khỏi xót xa. Được biết gia đình có mỗi em là con trai trụ cột chính. Tuy nhiên, vì đến tuổi trưởng thành nên em đã rời xa gia đình thân yêu để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, bảo vệ đất nước, tham gia nghĩa vụ quân sự vào năm ngoái. Tính đến nay chỉ mới vỏn vẹn một năm tròn. Thế nhưng thật đau xót khi em nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, nhưng Tổ quốc đã không thể bảo vệ được em. Ngày em còn chưa hoàn thành khóa nghĩa vụ quân sự thì đã phải trở về sớm hơn dự kiến. Khi đi thì mạnh khỏe, nhưng lúc về thì lạnh lẽo trên tấm di ảnh, khiến ai xem cũng không khỏi xót xa. Nằm trong căn nhà nhỏ, người mẹ ấy đã không thể nào đau xót hơn được nữa mà bật khóc trong tuyệt vọng, gọi tên con trai mình vì quá đau xót, bất lực và đau đớn. Sao con không cho đến tháng tư về của em đi? Con ơi! Con ơi! Cũng là những người chỉ huy ấy, những người cấp trên đáng kính ấy đến nhà, nhưng không phải để sát cánh với em nữa, mà là để đưa tiễn em một đoạn đường cuối, thắp cho em một nén nhang để em có thể ra đi yên lòng. Trước cảnh tượng này, nhiều người đã không kiềm chế được nước mắt, thương cho chàng trai còn trẻ và khỏe nhưng đã ra đi mãi mãi, để lại người mẹ cô đơn trong căn nhà nhỏ với bao ước mơ, bao nhiêu lời hứa khi nhập ngũ em đã hứa nhưng đành bỏ dở, vì chẳng thể quay về với nguyên vẹn hình hài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.